Dạ, đèn trang trí Ngọc Thắng xin chào mọi người nha. Hôm nay làm lên video giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn tường rất là đẹp của bên em luôn. Mẫu đèn tường hình trái tim ạ. Đèn này thì có kích thước là đường kính 22cm đó các anh chị. Phần thân và phần mặt đèn là được tráng gương nha các anh chị. Khi mà mình tắt đèn là mình sẽ thấy được cái phần tráng gương đó ạ. Đèn này là có tích hợp LED 3 chế độ màu luôn các anh chị. Có màu trắng nè, màu vàng nè và màu trung tính nè. Ánh sáng khi mà hắt lên trên tường rất là đẹp. Đây, khi mà mình tắt đèn là cái phần tráng gương nó sẽ như thế này ạ. Đó, các anh chị thấy khi mà lên đèn không? Khi mà lên đèn là ánh sáng sẽ chiếu xuyên qua cái viên pha lê này và nó sẽ hắt sáng lên trên tường rất là đẹp. Các anh chị ở xa đặt hàng của bên em mà cứ yên tâm nha. Bên em đóng gói rất là kỹ cho mình luôn nè. Tất cả các đèn của bên em là đều được bảo hành cho các anh chị 24 tháng luôn. Cho nên là mình cứ yên tâm sử dụng nha các anh chị. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nè.